Sáng ngày 21 tháng 5, đoàn công tác của huyện ủy do đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Quyết Chiến. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện. Theo báo cáo của địa phương, ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, tổng diện tích gieo trồng 5 tháng đầu năm đạt trên 300 ha cây trồng hàng năm các loại. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương được thực hiện nghiêm. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Quyết Chiến đã đề xuất kiến nghị với đoàn công tác của huyện ủy một số vấn đề như hỗ trợ liên kết, tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm các loại rau củ quả của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn xã. Đề nghị nhà nước sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 440. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tân Lạc, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Quyết Chiến đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là rà soát lại các nhiệm vụ đã đạt, bám sát vào nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho nhiệm kỳ tới. Mở rộng và nâng cao chất lượng rau củ quả đặc sản của địa phương, phát triển kinh tế tập thể thông qua mô hình hợp tác xã, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tuyên truyền vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Trước đó, đồng chí Bí thư huyện ủy và đoàn công tác đã đến thăm nắm tình hình mô hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại khu vực Thung Mu và xóm Biệng, thăm hỏi tặng quà hai hộ gia đình khó khăn tại xóm Cá, xã Quyết Chiến.